Chào mừng các bạn đến với game hay nè. Hôm nay chúng ta tiếp tục qua trình các bạn. Tới giai đoạn cuối rồi các bạn ơi. Các khu vực cuối cùng hả? Link game có để dưới phần mô tả nha các bạn. Cái này tiền bạc bây giờ nó cũng không còn quan trọng nữa. Tưởng dễ ăn ai ngờ đâu. Để xếp cái xài các bạn. Cái việc nào ta? Mình gái trước cái gì nè. Bên này trước các bạn. Quay lại. Không có gì hết. Đơn giản vậy thôi sao? Cái này lâu quá rồi, không chơi, không nhớ rõ nữa. May mắn các bạn ơi.
hơn. Hồi nãy mình xài cái tàng hình được đó các bạn. Bên này trước đi. Cái hay những bằng hơn trời. Mấy con mà hại băng hồi nãy các bạn, mình chơi lửa hay lắm các bạn. Không qua được. Mấy cái nào mình giết rồi mình không cần nhấn lại đâu. Tốn thời gian, tốn máu như này không lấy được cái gì nữa mà. Thank you.
không có gì hết. Đi nữa các bạn. Các bạn phải quay lại cái cột nó mới dựng lên. Ok. Rồi nó bật cái lên cái quạt này trước rồi mà. Tiết kiệm toàn bộ. Cái gì đây? Mày... Ngạc mắt của tao mấy máu. Còn nó xài máu không được. Ai đây? Trời. Cái chiêu này như thấy tốn máu không các bạn? Thank you.
này là khu vực cuối của bạn, các bạn đi luôn đó chứ các bạn không có ngừng lại đâu. Đạp công tắc. Trái chứ có gì các bạn. Giờ để mình đi qua đây coi. Không, vậy là bên phải trước. Chẳng á. Dữ. Làm cho các bạn ngoài kia máu nhiều lắm các bạn. Chắc đã đi dở còn khó nữa. Đầy máu.
chưa có được các bạn. Này là mình qua bên tiếp tục bên phải nó vậy rồi để mình đi thử là nó xem không có nhớ rõ. Game game mình để phần mô tả các bạn. Chưa trả chiêu. Phải này em ta. Ừ, nhầm chỗ rồi. Khổ lắm. Đi lộn đường phải đi lại. Cái cửa nó ở đâu các bạn? Bên nó đâu có cửa đâu.
đường rồi. Bạn phải đưa ở bên kia để mở mấy cái kia trước. Đúng đường rồi đó. Chưa. Đây các bạn. Đó. Bây giờ các bạn bên kia lấy cái chìa khóa. Động đứa chẳng nào qua đâu rồi.
gói nha các bạn ơi. Nói tung đúng chặt, khổ sở quá. Lấy bằng cái sàn bạn lấy chìa khóa các bạn. Quay cho ngược lại, nó vô cái cửa khóa hồi nãy. Chơi cái này mà gấp quá là không có được. Ừ.
Cái này hơi nó nhóc có cái bóng, chứ không có cái bóng mà không biết làm sao rồi bây giờ. Ở dưới nó có cái bình năng lượng đó các bạn. Không quan tâm. Trời ơi. Tạm thời đó thôi các bạn ơi, clip cũng dài, hẹn các bạn clip sau nha.